Khi con gái đến nhà con trai. Mẹ ơi, bạn con tới chơi. Chào chào bác ạ. Ô, con dâu của mẹ đây à? Ô, cái quát đứa heo. Ô, cái mẹ bạn con hả? Mày giờ làm con dâu yêu dấu của mầm và đây chơi con. Ơ, nhưng mà cháu làm con dâu con nhá, và mẹ nấu cơm cho ăn. Vâng. Mẹ. Khi con trai đến nhà con gái. Mẹ ơi, bạn con tới chơi. Cháu chào bác ạ. Mày là ai? Cháu là bạn. Mày không có cửa với cái nhà này đâu. Ơ kìa mẹ, bất lịch sự. Mày đi khỏi căn nhà này ngay. Nhưng mà cháu, tao đang xem giờ phim, đừng để tao ngắt quang. Mà bác đang xem cái gì đấy, cháu xem nào. Việc của mày à? Thôi vào đây chơi đi mày. Mày vào còn thằng kia về. Cháu vào chơi tí thôi mà. Người ta khi đi học về muộn. Mẹ, mày còn vác cái mặt mỏng của mày về đây à? Đi đâu mà về muộn thế? Con bị tụt xích. Có thật không? À, thủng lốp à, đứt phanh à, đợi đèn đỏ à, hết điện. Thôi vào rửa chân tay đi rồi ăn cơm. À vâng ạ. Tôi khi đi học về muộn. Mẹ là chưa 12 rưỡi rồi không thấy cái mặt đâu. Học thì đến 11 rưỡi chứ đâu, 12 rưỡi vẫn chưa thấy tung tích gì. Mày về mày chết với tao. Mẹ làm thế nào bây giờ? Sao mày lại gọi lúc này? Đang trên net sao bỏ về sớm với con ơi. Thôi nha, mày ép cái thằng. Mẹ. Mẹ nó đơn hàng cuối rồi mà nó còn bom hàng. Để tao xem tên nào. Lại là cái thằng đạt đầu làng. Mày chết với tao. Đạt ơi, mày ra lấy hàng của anh cái. Mày có ra không? Mày tao bảo mẹ mày là mày mua con gen. À, dạ em đây ạ. À, anh dài lòng tính quá cơ. Nhanh cái chân lên. Đây đây em đây. Mà anh dài của em ra đây có việc gì đấy? Hả? Mày đùa tao à, ship hàng. Ô, em có đơn à? Tên mày đây chứ còn ai nữa. À thế à, chắc em nhầm. Sao nhiều quá nên quên. Anh dài thông cảm. Sao đơn nào có 1.000 mà mày định bom hả mày? Em bom đâu em quên. Sao tao gọi điện toàn tút, điện thoại hết pin sập nguồn. Hôm nay cầm đấy. Em xin anh trai về vui vẻ nhá. Ôi thằng kia tiền đâu? Anh chết quên. Em gửi anh tiền ạ. Sao đơn nào 1.000 mà mày đưa anh 5.000 mày cho anh à? Anh xin nhá. Về nhá. Em còn 4 cái đơn 1.000 free ship, có gì đợi tới anh vứt vào cổng em đỡ phải ra. Mày đùa tao hả cô? Không, anh lại bảo bom. Người ta khi đói. Chị ơi em đói. Cái gì? Mày đói à? Vâng. Chờ tao 5 phút. Ui, mẹ ảo thật. Bánh mì của mày đây. Em xin. Tôi khi đói. Đói thế nhỉ? Chị ơi em đói. Mày lô cho lắm vào. Đói quá chị có gì ăn? Absolutely no. Bụp gì đấy, cho em xin miếng. Muốn ăn thì nằm vào bếp. Em cắm miếng. Còn dòi này ăn không? Có ạ. Thôi em nhị. Khi bạn chép bài tôi kiểu. Ê làm bài cho em ơi. Đây đang làm lốt ý lửa xong. Xong cho tao chép lửa. Đây xong rồi chép đi. Đúng là anh em chí cốt. Cứ bài gì không làm được bảo tao. Khi tôi chép bài bạn kiểu. Ê mày làm xong chưa? Rồi sao? Tao xem. Đừng nhìn nữa. Tao xem ý này tao không làm được. Thì kệ mày. Kệ mày kệ tao. Mà kệ mày. Kệ tao thì kệ tao. Kệ mày kệ tao. Kệ tao thì vướng cái đầu bài gì. Cho tao xem. Mày chép vào thì làm cái gì? Làm cũng có hiểu đâu. Thì tao không hiểu thì tao mới chép chứ. Tao không thể làm thế được. Lương tâm tao cắn rứt. Đây chép đi. Khi người ta xin mẹ ăn roi. Mẹ con thèm ăn roi. Cái gì? Mày bảo gì? Ăn roi. Sao mày lại muốn ăn roi? Bởi vì con thèm roi. Sao lại muốn ăn roi? Là roi đấy. Vâng, cho con đi làm ơn. Thôi được rồi, mày muốn bao nhiêu? Bao nhiêu cũng được mẹ. Chọc chằn chưa? Rồi thưa mẹ. Đây, roi của mày đây. Con xin. Khi tôi xin mẹ ăn roi. Mẹ cho con ăn roi. Thích bao nhiêu? Ui, tùy mẹ. Mày thèm thật à? Chứ sao mẹ. Quay ra đằng sau. Ơ, quay ra làm gì mẹ? Ý con là roi cơ mà mẹ. Roi gì đây con?
tôi khi bị nhắc khéo đuổi về. Đỡ này con này. Vào yes. Được đấy. Thằng kia cơm hầu đến mồm rồi mày không cho tao ăn cơm à? Dạ vâng nhưng mà con. Nhanh lên, tao còn ngủ chưa đi làm. Bác ạ. Thôi vào ăn cơm đi. Cháu xin phép bác về ạ. Ừ về đi cháu. Chơi đã. Thôi. Người ta khi bị nhắc khéo đuổi về. Xuống đi. Mẹ cái thằng này 12 giữa trưa rồi không về cho nhà tao ăn. Này. Thằng kia vào ăn cơm mày. Dạ nhưng mà. Giữa trưa rồi nhanh lên. Sơn à cháu. Vâng bác đói ạ. Ừ rỗng ruột rồi. Đạt đã mệt chưa con? Con còn khỏe ạ. Mệt lắm rồi mẹ. Ờ kìa vừa mới chơi nghỉ à. Thôi tao ăn cơm. Ừ thế ăn đi tao chơi mình cũng được. Thằng này ngang thế nhỉ. Trời sắp mưa đấy cháu ạ. Dầm to mà bác. Đài báo mưa đấy. Bác xem nào chứ. Mà trưa rồi không biết mẹ cháu đã ăn cơm chưa nhỉ. Tầm này chưa đâu bác ạ, còn lâu. Ừ bác mệt quá, ăn xong chiều nghỉ tí rồi đi làm luôn đây này. Vâng sao đâu bác cứ ăn thoải mái. Ơ kìa bác với bạn cứ ăn đi. Thế bao giờ cháu về? Ơ kìa mẹ. Thì lấy rẻ 5 rưỡi 6 giờ cháu về. Khi cố gắng từ chối bữa cơm nhà người ta kiểu. Ê Đạt ơi. Trùng đứa cháu. À dạ vâng bác ơi. Đạt có nhà không ạ? Đạt nó đi du lịch một tuần nó mới về cháu ạ. Ơ qua cháu mới thấy nó rủ cháu hôm nay sang chơi mà. Thôi bác cứ quét sân đi. Cháu xin phép về ạ. Đứng lại. Dạ. Ở lại đây ăn cơm với bác. Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Cháu cũng muốn lắm ạ. Nhưng mà cháu phải về nấu cơm ạ. Cơm đã có bố mẹ lo. Bác vo gạo đây rồi. Ở lại đây ăn cơm với bác. Dạ. Nhưng mà bố mẹ cháu không cho ăn trực. Alo cô Dung à. Cô cho thằng Trung ăn cơm ở đây nhé. Ừ. Nhưng cháu phải làm bài tập ạ. Đạt nó làm bài tập rồi. Mà cháu với nó cùng bài tập đúng không? Không phải lo nữa nhá. Thôi bác cho cháu một bát. Ăn đi. Thì con trai va chạm kiểu. Bạn có sao không? À không sao còn bạn. Không việc gì. Ok kết bạn Facebook tối tôi mời ông trà chanh coi như là lời xin lỗi. Xin lỗi làm gì, hôn một cái tình cảm là được. Ok. Thì con gái va chạm kiểu. Mày đi đứng kiểu gì thế hả? Ở bạn nào mà tôi mà bạn có sao không? Mẹ mày đứng yên đấy. Anh ấy có thằng đi đâm vào em xong nó đổ tội cho em. Cái gì đứa nào? Em còn bảo em về em gọi anh ra. Nó còn cười bảo đấm cả anh. Mẹ dẫn tao đi. Nó kia. Mẹ ai cho mày đánh em tao.